Theo thống kê sơ bộ của Đại học Quốc gia Hà Nội, tổng số thí sinh đến dự thi bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và bài thi đánh giá năng lực là trên 66.700 thí sinh, đạt tỷ lệ hơn 97%. Có 27 thí sinh bị kỷ luật, trong đó 7 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi, 86 thí sinh phải chuyển ca thi vì lý do sức khỏe, lỗi đường truyền của máy tính. Theo lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, đợt 1 của kỳ thi đánh giá năng lực năm nay đã khắc phục được những hạn chế của kỳ thi tổ chức vào năm 2015. Đều thể hiện cái tính ổn định, cái ổn định về phương thức, về mô hình, về phần mềm, về bộ đề cũng như các cái vấn đề hỗ trợ kỳ thi khác nó đã hoạt động tốt, thì có thể nói rằng nó cho thấy là nó đang là một cái định hướng mà nó có thể mở rộng và phát triển. Dự kiến Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ công bố kết quả đợt 1 của kỳ thi đánh giá năng lực năm 2016 trước ngày 30 tháng 5. Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội thống nhất sử dụng chung một phần mềm xét tuyển sinh cho tất cả các đơn vị đào tạo tham gia tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 là thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ vnu.edu.vn.